Chiều qua, phòng Tài chính Kế hoạch quận Hải Châu tổ chức đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc và kỷ niệm 77 năm ngày thành lập ngành kế hoạch và đầu tư trong những năm qua tập thể cán bộ công chức của phòng tài chính kế hoạch quận luôn nỗ lực tham mưu cho ủy ban nhân dân quận hải châu điều hành tài chính ngân sách và kế hoạch đầu tư chủ trì phối hợp với các phòng ngành chức năng tham mưu ủy ban nhân dân quận hoàn thành việc xây dựng các kế hoạch hàng năm trung hạn và quy hoạch theo từng giai đoạn tạo thuận lợi cho quận phát triển hàng năm phân bổ dự toán sát với tình hình thực tế góp phần quan trọng hoàn thành hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội quốc phòng an ninh trên địa bàn quận phòng liên tục củng cố bộ phận đăng ký kinh doanh và thực hiện công tác đăng ký kinh doanh theo đúng mục tiêu chất lượng đã đề ra đẩy mạnh đăng ký hộ kinh doanh trực tuyến công tác quản lý đầu tư xây dựng đã có nhiều cải tiến từ khâu lập kế hoạch đến thẩm tra quyết toán và vận dụng vào tình hình cụ thể địa phương nhằm đầu tư có trọng điểm đem lại hiệu quả cao